đợi đợi mãi lại giờ đã thấy đầu rồi. Nghe em phải đi chứ, vừa nghe em phải đi chứ. Chào Hà Lan đẹp thế. Chào Hà Lan đẹp thế. Đi đi, xong quay lại từ sau để nhé. Ôi trời, Hà Lan đẹp quá trời luôn. Tị nó quay ra. Đi nhanh vào đi. Hoa, hoa lan đẹp quá. Hoa là đẹp luôn. Đang đi vô mà. Chào anh Trung nhá. Đang ở An Giang anh nhá. Nay An Giang mai lại Cần Thơ. Khu du lịch sinh thái rừng tràm Tràng Sư. Cầu tre vạn bước. Khu ăn uống. Đây vào rừng tràm mới đi sông nước. À. Đi dạch kênh lên kênh hết gần 2 tiếng ngủ nữa. Bến tàu đây, đi. Đây rừng tràm này. Tắc sang. Đây rừng tràm ở dưới nước kìa. Cây tốt nào. Đây là trước là đóng bộ phim rừng đất phương Nam. Đất rừng đi. Đất rừng phương Nam đi. Đầu tiên cơ mà. Ừ. Phim đất rừng phương Nam đi. Hello anh Khoa nha. Anh Khoa này Vivo sang nước Nam rồi. Làn đứng xuống đi. Ừ, thầu gì? Quay trong thành Nam mọi người ơi.
ngồi xuống đi chị. Ôi ngồi hàng. Mà đi ăn cơm nữa. Lan là ngồi đấy à? Đây chị tân ngồi này. Có băng người hai người thôi, băng người hai người thôi. Đi đi đi, nhanh 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 nhanh. Đi nào? Đây này. Thôi. Chị tân chị biết bao nhiêu này? Hello. Xin chào. Đấy còn 5% chơi đây. Con bên chị đã có điện thoại. Đâu có pin rồi. Chào Khang nhá. Đang ở An Giang. Người ta đã cô xa lên rồi. Đi thôi, đúng người rồi. Hết rồi. Tay rồi, trên tay rồi. Không còn ai bán giờ đâu. Xích sang bên đây tí đi, xích sang bên đây tí đi, cho tàu cân nào. Rồi. Đây là những con gì, con vạc à? Đâu? Ừ, nó đậu nhiều lắm. Đấy, đây là ô tướng này. Đấy. Đấy, đấy chi. Chịu ra chẳng thấy chi không? Ô đây, nó đậu đầy lắm à. Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Đấy. Đấy chi, nó đậu đầy rồi đó. Đấy. Đấy. Tổ mà đầy tổ ra. Bán được chứ, em không phải được bán.
Ơi, giơ tay thấp xuống nào. Không thấy đằng sau đâu chị ơi, bỏ tay xuống đi. Bỏ tay ra, con không nhìn thấy đâu. Cái chị gờ tay nhảy xong được không? Nhảy xong được không? Nhảy xong rồi. Ơi. Anh nhà mình là cái gì nào? Trước ở đây là nó quay cái phim Đất Phương Nam. Đây chuẩn bị lại ra một phim đang quay xong rồi, chưa phát hành. Một phim rừng đất Phương Nam. Đây á hả? Đây là hai bên thành cái nhà nhà này. Chim đầy kìa. Có gì mà ăn? Chim không? Nhưng mà ăn chết đói cái gì? Không chết đói thì chết đuối. Anh cứ đi bình thường đi.
Cả thứ năm. Cô đã thừa rồi anh. Thôi được rồi anh. Anh lại phát lửa đi. Lại nè, lại nè, lại nè. Nào hai người xích ra nào. Được cái gì? Lại sát ở đây cơ. Này này chị để xe bông ra ngoài. Đó. À, thấy không? Xin chào U Minh. Đây đây là lá bạch đàn mà nhờ. Trang trại nuôi ong đang giới thiệu không ạ? Mình gọi là bạch đàn đấy. Không. À, xuống mệt quá. Bay nhiều cò lắm, cò vạc, toàn chim to không.
một lượt đi quay lại. Đấy, đưa cả những người cuối cùng là xong rồi, quay lại. Chào, quay lại. Bip bip. Chào bạn Duyên nhá. Mình đang ở trong ở Tiền Giang. Đây là Tiền Giang hay An Giang nhỉ? Hả? An Giang. Đi cho biết bạn Duyên ơi. Anh ăn người một tí. Đúng rồi. Chó đuổi ở đây. Chào quý khách. Này cái mà sớm được ra đây là có ấy nè. Rồi nước không biết ra nghỉ chân. Nó hồ nước này có sâu không anh? Nó sửa đấy hả? Nó thấp hơn bình thường. Miền Tây sông nước. Vừa cũng được gốc quên bố. Quá là đẹp, cỏ. Đây là gần như là đảo cỏ luôn. Rất nhiều cỏ.
nào về Nha Trang ghé vào Duyên chơi nhá. Đấy, bà xã. Ồ, chứ ra đi anh ạ, ra đi. Ra cùng mọi người đi, để rất về đây chụp ảnh thôi. Ra ở kia check in nó đẹp hơn. Thank you.
đi khỏi cò là con này con gì? À. Cọng cọc à? Mấy nó không cần bay luôn nhở? Nó không biết sợ người à? Em đi bắt nó về ăn nhá. Không sợ nhở? Ngày xưa có phim ấy là họ đi bắt về nướng ấy nhở? Nướng cỏ đó. Nhiều tổ cỏ trong đây lắm. Nước đục nhở? Sao nước đục thế nhở? Nước bèo là phải trong nhở?